Chào quý vị và các bạn, Minh Eo Đà Đông vừa lấy về được hai mẫu âm ly được đối tác từ bên Hàn Quốc gửi về. Trước mắt các bác là hai mẫu sản phẩm âm ly rất giống với dòng 506 của hãng Labon Hàn Quốc có tên gọi là 606N. Và giá của nó cực kỳ tốt, đó là 7 triệu Việt Nam đồng, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, cũng như là các cái tính năng sử dụng ok, hoạt động tốt, các volume vặn ngon lành. Và tôi sẽ alo thử để anh em có thể tham khảo trước. Alo. Tôi đang đấu vào một đôi loa Bow của Mỹ và một đôi loa BIK của Nhật phía bên trên. Anh em cùng nghe. Alo. Minh Âu Đờ Đông xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt các bác là hai sản phẩm của Hàn Quốc có tên là La Bow, mã là 606N. Ở bên Hàn Quốc thì có rất nhiều hãng điện tử. Các cái hãng điện tử mà có âm ly tôi từng biết cũng như đã bán gồm có Jaguar, Inkel, rồi Labong, BTS, Line, Sonata và rất nhiều những hãng mà có thể có lọc nhạc mà cửa hàng tôi bán. Và đây cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc, hãng bãi Jinxi. Và đặc biệt cái con âm ly này các bác nhá, nó là vang liền lúm béo, chạy 8 con sò than. 8 sò than, 2 tản nhiệt, 1 nguồn to. Mở nội thất ra anh em cùng xem. Rồi tôi sẽ mở nhạc. Thôi, mở nhạc luôn đã. Cho nó máu. Đánh rất gấu luôn. Thương hiệu của những cái hãng khác thì nó sẽ không mạnh bằng hãng Jaguar. Chính vì vậy thì các bác có thể mua được những cái sản phẩm giá rẻ bằng 1/2 hoặc 1/3 của Jaguar 506. Mặc dù chất lượng nó quá đỉnh luôn. Và đợi tôi cho một nhạc to hơn chút thì đang máy tính đang đến rất nhiều. Dòng này thì đều âm ly karaoke thì nó đều dùng điện 220 và con này là công suất là 820W. Nó đánh quá gấu luôn. Bass 25 và nó quá đơn giản với cái vị này. Mời anh em xem nội thất bên trong nhá. Quay đằng sau đã. Đây là thông tin kỹ thuật của âm ly. 220V và 820W. Còn trên tôi đang test là số series 1091. Còn con bên dưới số series là 1100. Hai đôi loa và các đường vào nhạc. Đường xuất âm thanh xuống, tôi đang xuất xuống một con âm bên dưới để lấy tín hiệu cho nó nhấp nháy, cho nó bắt mắt. Góc cạnh siêu đẹp nhé. Rất to, dày nặng. Về kích thước thì không khác gì dòng 506 của Jaguar. Với những mẫu hãng âm thanh mà nó không nổi tiếng như của Jaguar thì các bác sẽ được mua giá rất mềm so với giá trị của sản phẩm. Hãng Labong này thì tôi cũng đã từng bán cùng với hãng BTS hoặc là Sonata Line của Hàn Quốc. Một đất nước thì nó thường có rất nhiều các hãng điện tử. Đây là nội thất bên trong, anh em có thể tham khảo. Vang liền đúng béo, 8 sò than, mỗi bên 4 con bám vào cái tản nhiệt hai bên. Sạch sẽ nha, sạch sẽ bãi zin luôn. Tại Minh Audio Hà Đông thì bao test sản phẩm 2 tuần, lỗi sẵn sàng đổi hoặc là bảo hành cho anh em. Nhưng các bác yên tâm về chất lượng của sản phẩm, bởi vì những sản phẩm khi cửa hàng tôi đã nhập về thì đều đã qua quá trình tuyển chọn về hình thức bên ngoài cũng như là bên trong. Và hình thức bên ngoài nó là phải hàng đẹp thì cửa hàng tôi mới nhập. Nhập về là chỉ sẵn lau chùi lại một lần nữa là xuất test và xuất hàng thôi. Khi các bác dùng karaoke gia đình thì nên dùng những đôi loa chính hãng Bass 20, 25 hoặc tối đa thì Bass 30 của dòng BMB sản xuất tại Trung Quốc cũng được, hàng chính hãng nhé.
Còn tôi khuyên không nên dùng loa sân khấu, bởi vì mình dùng karaoke gia đình chứ không phải mình đi mua âm ly này về để đi làm đám cưới hoặc làm hội nghị. Theo nhu cầu của mình thế nào thì mình nên mua như vậy, đừng có theo chạy theo người khác mà đến lúc không dùng được. Bởi vì các bác không thể hát karaoke gia đình với một bộ dùng sân khấu được, nó không ra một cái gì, nó to quá mà không gian mình nó không đáp ứng được. Đôi Lambo Bass 20 và đôi BK Bass 25. Nó đánh hai đôi Bass 25 quá đơn giản với con đơn vị này. Alo, alo, Minh Audio đâu? Xin chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Alo, alo, alo. Vang liền lu béo. Lambo NS606N giá cực kỳ tốt, đó là 7 triệu Việt Nam đồng. Đây là giá tại cửa hàng Vinh Auto Hà Đông nha. Các bác nếu ở xa thì chắc chắn sẽ phải chịu tiền cước vận chuyển. Cả tôi sẽ hỗ trợ đóng gói hàng gửi đi thôi. Còn tiền ship thì anh em phải mặc định là người mua sẽ phải trả. Vì mình không mất tiền xăng xe đi thì mình phải trả cho dịch vụ mang đến. Xin cảm ơn.